chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Video này mình sẽ nói về anime One Piece. Và hiện tại phần anime One Piece mới chỉ đến tập 936, sự kiện ở nhà tù Udon. Vì thế những bạn đã xem manga đến chương 987 rồi sẽ cảm thấy video nhàm chán, nên các bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi xem tiếp nhé. Đối với manga thì trận chiến ở Onigashima giữa Cửu Hùng Bao và Kaido đã bắt đầu khai chiến. Tuy nhiên, phần phim anime One Piece mặc dù đi chậm hơn nhưng cuối cùng cũng đã bắt kịp tốc độ gì bên ở Wano. Với những tập gần đây, cho thấy rằng Luffy đang cố gắng luyện tập sử dụng thành tạo Haki của mình, giống như người thầy dạy Rayleigh đã làm mẫu cho Luffy xem. Zoro cũng đã chiến đấu với Gyukimaru để tìm lại thanh kiếm, đồng thời hạ gục Killer để cứu hai cô gái đang bị truy sát. Hóa ra cô gái đó lại là Hiyori, hay còn gọi là Komurasaki, đệ nhất mỹ nữ Wano quốc. Và chỉ ngày mai thôi, chủ nhật ngày 16 tháng 8, chúng ta sẽ được thấy những diễn biến tiếp theo trong tập 937. Video này sẽ nhắc các bạn về lịch phát sóng, cũng như nơi mà chúng ta có thể xem phim sớm. Mọi người có thể để ý trên màn hình, bộ phim sẽ thường được phát sóng vào khoảng 11 giờ sáng sẽ có việt sắp. Ngoài ra, chúng ta sẽ điểm qua một số tin tức đáng chú ý thông qua đoạn video xem trước preview nhé. Cuối cùng thì cảnh thân mật giữa thiên hạ đệ nhất mỹ nữ của Wano quốc Hiyori với chàng thợ sửa ống nước, kiếm sĩ may mắn, Zoro cũng đã được xuất hiện trên phiên bản anime. Trong One Piece, các fan hay đùa nhau rằng Sanji của băng mua rơm chính là con ghẻ của Thánh Oda khi thường xuyên bị an hành và gặp những chuyện mắc nhọ. Sở hữu bộ tóc ngành màu vàng, Sanji lại có số mắc nhọ khi không bị hành cho ra bã thì cũng bị tác giả quên luôn, có khi lặn mất tiêu đến mấy chục cháp, đến nỗi bị fan chế thành meme. Còn đối lập lại với anh Sạn, con cưng Zoro luôn gặp được những điều may mắn nhất, khi thì lúc được đồ xịn, khi thì được gái đẹp vây quanh. Như chúng ta đã biết, thánh lạc Zoro của băng mu rơm đã vô tình gặp gỡ Hiyori, con gái của Odin, người được chúng ta biết đến với nghệ danh thiên hạ đệ nhất mỹ nữ của Wano quốc. Zoro đã ra tay giúp đỡ Hiyori khi cô bị Killer truy sát. Zoro đã đánh bại hắn ta, nhưng đổi lại đã bị thương và tạm thời ngất đi. Trong thời gian Zoro dưỡng thương, anh đã được Hiyori nấu ăn và chăm sóc cả ngày. Và rồi, hình ảnh được nhiều khán giả theo dõi One Piece chờ đợi nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Chàng kiếm sĩ may mắn Zoro rất vô tư nằm ngủ sau khi anh bị thương, và khi tỉnh dậy, anh đã khá bất ngờ khi cô gái mà anh mới quen và cũng là đệ nhất mỹ nữ của Wano quốc đang nằm bên cạnh mình. Khoảnh khắc này đã được lột tả vô cùng đẹp trên anime. Hiyori xinh đẹp trong bộ đồ kimono, gương mặt hút hồn và nụ cười khá hồn nhiên trước kiếm sĩ Zoro. Nhiều khán giả đã không khỏi suýt xoa và trầm trồ về độ may mắn và khả năng sát gái của thánh lạc đường Zoro. So với Sanji thì Zoro may mắn hơn rất nhiều khi đã có một đêm đắp chung chăn với người đẹp. Dù mục đích của Hiyori với Zoro là gì đi nữa thì Hiyori thật sự bị Zoro hấp dẫn trước sức mạnh bảo vệ cô khi anh đang bị thương. Cả hai đang được nhiều người mong ước sẽ là một cặp đôi sau khi kết thúc phần Wano. Thứ hai, nhân vật Tonojatsu. Tonojatsu là một Taikomachi sống ở thành phố Ibisu gần thủ đô Wano. Trong văn hóa Nhật Bản thì Taikomachi là một geisha nam, người thường chịu trách nhiệm tư vấn và giải trí cho chủ nhân của họ, mặc dù thường xuyên hơn là nhiệm vụ để kể chuyện hài hước. Lần đầu tiên chúng ta thấy Tonojatsu là khi ông ấy ở cùng với Ronoa Zoro tại ngôi làng của mình. Đây là một vùng đất nghèo, dân chúng ăn không bao giờ được no, nhưng trên miệng của họ ai cũng nở một nụ cười thật tươi vì họ nghĩ rằng con người là sinh vật duy nhất biết cười nên không thể lãng phí nó. Mặc dù ban đầu có vẻ như Tonojatsu trông giống như một nhân vật bình thường, nhưng vai trò của Tonojatsu bây giờ dường như ngày càng lớn. Gần đây chúng ta thấy ông lão này đã được tham gia cuộc họp với các thành viên băng mũ rơm và những người thuộc gia đình Kozuki. Tonojatsu dường như đã nhận ra Kanjiro và biết về cuộc nổi dậy sẽ xảy ra. Và điều khác lạ đó là Kanjiro và Shinobu cũng không biết Tonojatsu là ai. Vậy chắc chắn ông lão này có một lai lịch vô cùng đặc biệt khi có thể nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay như vậy. Ở thị trấn Ebisu, Tonojatsu là một người rất đáng kính trọng. Tonojatsu rất thân thiện với tất cả những người dân thị trấn nghèo này. Chính vì vậy, ông rất được người dân thị trấn Ebisu yêu mến. Trong tập tiếp theo sẽ đưa ra thêm chi tiết câu chuyện về người đàn ông này. Và ông ta cũng tham gia vào chiến dịch đột kích chống lại Orochi. Thứ ba, tại nhà tù Udon. Để làm chủ Ryuo và thoát khỏi nhà tù Udon, Luffy sẽ phải đẩy tinh thần chiến đấu của mình bùng cháy hơn nữa. Sau khi chứng kiến cụ Hyogoro hạ gục Abakamen bằng Ryuo, Luffy ngay lập tức nhận ra điều này và cầu xin ông Hyogoro chỉ dạy cho mình. Luffy nói rằng cậu ấy muốn luyện tập và nâng cấp Haki vũ trang của mình, một cấp độ giúp cho Haki vũ trang của cậu ấy có thể tấn công mà không cần chạm vào mục tiêu. Trong tập tiếp theo, cụ ông Hyogoro sẽ hướng dẫn Luffy cách nâng cao Haki vũ trang. Bản xếp trước cũng cho thấy rằng nhóm Big Mom Chopper đang gần đến nhà tù Udon. Điều đó có nghĩa là rất nhiều hành động sẽ xảy ra khi bà ta đến. Những diễn biến trong phim anime mặc dù chúng ta đã biết trong manga, nhưng sau khi được chuyển thể lên phim hoạt hình thì vẫn sẽ rất hay và hấp dẫn. Điều này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ mong đợi những diễn biến trong tập ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.